Xin chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn For. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng sản phẩm nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ chia sẻ các bạn là khi chúng ta đi mua chiếc xe Ford Territory phiên bản Titanium với mức giá 909 triệu đồng thì liệu ở cái thời điểm này chúng ta có nên mua hay không? Thì đầu tiên Cường sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thiên thời, địa lợi, nhân hòa đi. Còn tí nữa thì mình xem xét theo thực sự với cái nhu cầu của khách hàng thì chiếc xe này nó có đáp ứng được hay không. Đầu tiên là về thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Với chiếc xe này ở thời điểm hiện tại, mức giá niêm yết là 909 triệu đồng. Đang có một cái chương trình ưu đãi rất lớn nha. Vừa giảm tiền mặt, vừa tặng phụ kiện. Hoặc là các bạn có thể hoàn toàn chọn là giảm tất cả tiền mặt hoặc là tặng phụ kiện thì tùy nhu cầu của chúng ta. Thì nếu mà xem xét ra trừ chương trình khuyến mãi thì chiếc xe này lăn bánh ở tỉnh đó, nó có rơi vào khoảng tầm 950 các bạn. Còn lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó rơi vào đâu đó khoảng tầm 970. Thì để biết được cụ thể chính xác thì các bạn hãy cứ gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường, Cường sẽ hỗ trợ báo giá cho bạn một cách chính xác nhất. Thứ hai nữa là chiếc xe này đang có đủ màu sẵn xe giao ngay. Chúng ta không cần phải chờ đợi. Cứ có tiền lên showroom chồng tiền là lấy xe này về. Và thứ ba nữa là chúng ta phải xem xét xem liệu với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta thì cần những cái yếu tố gì mà chiếc xe này nó có đáp ứng cho chúng ta được hay không. Thì ngay bây giờ Cường sẽ mời các bạn đi một vòng chi tiết để xem chiếc xe này nó có đáp ứng cho chúng ta được hay không nhé. Đầu tiên Cường sẽ mời các bạn đi về một vòng ngoại thất trước. Về ngoại thất, về thiết kế thì Cường cũng không dám nói nó đẹp hay là nói nó xấu các bạn. Bởi vì tùy trong số chúng ta sẽ có những người thích cái kiểu thiết kế như thế này, hay là có những người thích cái kiểu thiết kế nó mềm mại, nó hiền hòa hơn. Thì cái này thì tùy nhu cầu của chúng ta, chứ cũng không dám nói nó là đẹp hay là xấu. Nhưng mà về mặt trang bị kỹ thuật á, thì Cường sẽ điểm nhanh cho các bạn về những cái chi tiết sau đây. Đầu tiên ở phần phía trước, ở phần mặt ca lăng thiết kế với nhiều cái đường nét mạng chrome, nó sang trọng. Cam 360 có camera phía trước. Về cụm đèn thì sẽ là pha cốt và kể cả đèn sương mù sử dụng thấu kính thủy tinh và toàn bộ công nghệ là LED hết. Và cái tầm chiếu xa của cái đèn này lên đến 217m nha các bạn, rất xa. Đây là đèn sương mù, đèn pha cốt tích hợp trong một cái chóa này. Đèn định vị ban ngày. Ở phía trước chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 cảm biến phía trước có tính năng hỗ trợ đổ xe chủ động, khoảng sáng gầm lên đến 190mm, rất phù hợp cho cái điều kiện đường Việt Nam, nhiều ổ gà, nhiều vỉa hè, tha hồ cho các bạn leo. Ở phần bên hông trên cái phiên bản giữa là phiên bản Titanium, chúng ta sẽ được trang bị một cụm mâm kích thước là 18 inch, size lốp là 235, sẹt 55, R18 và lốp zin nguyên bản theo xe, sử dụng lốp của GT Comfort. Thì cái lốp này Cường đánh giá nó ở cái mức độ trung bình mà thôi, chứ không phải là thực sự là quá xuất sắc trong những cái dòng lốp. Bên hông thì các bạn sẽ thấy được là một cái kích thước rất lớn, chiều dài của nó lên đến 4630mm. À quên một thông số nữa là chiều rộng cơ sở của chiếc xe này là đặc biệt lớn. Nó lớn hơn tất cả các đối thủ trong cùng phân khúc. Chiều rộng tổng thể của nó lên đến 1935mm. Nó rộng hơn tất cả các xe trong phân khúc nha. Và nó rộng tương đương với lại những mẫu cỡ D, ví dụ như là Ford Everest hay là Toyota Fortuner hay là Mitsubishi Pajero Sport các bạn. Cái chiều rộng của nó rất lớn các bạn. Nó làm cho chúng ta có một cái phần bề ngang rất là bề thế khi chúng ta nhìn vào. Ở phần bên hông thì có những cái chi tiết, ví dụ như là gương chiếu hậu, gập điện, chỉnh điện, sấy điện, có hệ thống cảnh báo điểm mù, cam 360, đèn báo rẽ, toàn bộ bằng điện hết các bạn. Viền chrome chân kính. Ở phần đuôi xe thì chúng ta sẽ toàn bộ công nghệ là đèn LED hết các bạn. Tất cả đều là LED hết. Đèn nó chạy nè, xi nhan là chạy. Có đèn phanh trên cao, gạt mưa tự động. Ở phần đằng sau thì cam 360 chắc chắn rồi, 4 cảm biến lùi ở phần phía sau. Và lại một lần nữa nhấn mạnh cho các bạn về chiều rộng cơ sở của chiếc xe này là đặc biệt lớn. Đặc biệt khi các bạn nhìn từ phần đuôi xe, các bạn sẽ không nghĩ đây là một chiếc xe 5 chỗ vào trong phân khúc cỡ C đâu. Mà mình cứ tưởng tượng nó là một chiếc xe cỡ lớn đó, bởi vì cái chiều rộng của nó rất lớn, kết hợp với những cái đường thiết kế nó trường về cái phần bề ngang. Rồi các bạn thấy sao về chiếc xe Ford Territory phiên bản Titanium này ở phần ngoại thất? Thì ở phần ngoại thất đó thì Cường nhắc lại nha, Cường sẽ không dám nói nó đẹp nhất hay là xấu nhất cả, mà nó tùy vào gu của chúng ta mà thôi. Thì liệu các bạn thấy chiếc xe này như thế nào thì hãy comment cho Cường cùng biết. Nhưng với ý kiến cá nhân của Cường thì Cường thấy đây là một chiếc xe có phần thiết kế thích mắt, nịnh nọt người tiêu dùng, và nó có gì đó là một món đồ trang sức của chúng ta, chứ không đơn thuần là một chiếc xe chỉ phục vụ
cho nhu cầu là đi lại, di chuyển hàng ngày che nắng che mưa, mà nó còn toát lên cho chủ nhân của chiếc xe này một cái sự điệu đà nhất định nào đó các bạn, chứ nó không phải là quá là thô sơ như những đặc trưng của những chiếc xe Ford ở thời điểm trước đây. Mà với những sản phẩm của Ford ở những cái thời điểm bây giờ, cái thiết kế của nó cũng rất là nịnh người tiêu dùng các bạn. Nó giống như là một cái món trang sức ấy, chứ không phải đơn thuần là một chiếc xe để phục vụ cho nhu cầu đi lại bình thường. Rồi Cường mời các bạn vô bên trong phần nội thất. Thì ở phần nội thất Cường đã làm rất là nhiều bài review chi tiết rồi, thì Cường cũng chỉ điểm qua cho các bạn những cái điểm nhấn, những cái điểm nổi trội nhất của chiếc xe này ở phần nội thất. Đầu tiên đó là về chất liệu ghế da. Nếu các bạn đi xem nhiều chiếc xe trong cái phân khúc của xe này thì các bạn sẽ thấy cái chất liệu da của Territory rất mềm. Rất mềm các bạn, rất mềm và mịn nha. Với những các đối thủ trong cùng phân khúc thì cái chất liệu da thì Cường thấy là nó không bằng chất liệu da của Ford Territory. Và ngay khi chúng ta sờ lên chúng ta cảm nhận được ngay các bạn. Ngay không phải là một cái gì đó quá xa xỉ thì chúng ta khó cảm nhận. Ngồi lên sờ lên là chúng ta có thể cảm nhận được. Cái thứ hai nữa là về không gian nội thất, do nó thừa hưởng cái chiều dài cơ sở cũng như là chiều rộng cơ sở rất lớn, cho nên các bạn có thể thấy là cả ở đằng trước và đằng sau cái không gian của nó rất rất lớn các bạn. Ngồi thoải mái luôn, đặc biệt là phần ghế đằng sau, ngồi có thể thậm chí là 4 người lớn ngồi ngang như vậy vẫn cảm thấy thoải mái nè các bạn. Các bạn để ý cái phần để chân này, nó rộng tương đương với lại một cái lòng ghế này luôn, rất rộng các bạn. Có cửa gió điều hòa phần phía sau, cửa sổ trời, toàn cảnh panorama cực kỳ thoáng, cả về chiều rộng, chiều cao và khoảng sáng để chân đều rất rộng trên chiếc xe này, gần như là rộng nhất trong phân khúc luôn. Cái này thì các bạn hoàn toàn có thể ngồi lên và chúng ta cảm nhận được. Cái thứ ba là về phần công nghệ. Chúng ta sẽ được trang bị một loạt các công nghệ, tất cả những công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến nhất của nhà Ford đều được tích hợp trên chiếc xe này. Và các bạn thấy là màn hình trend bây giờ, màn hình kéo dài. Trên phiên bản Titanium này thì màn hình giải trí là 12.3 inch, màn hình sau vô lăng là kích thước là 7 inch. Còn trên phiên bản Titanium Max thì hai màn hình đều là 12.3 inch rất bự. Và các bạn sẽ thấy này, cần số điện tử. Người Việt Nam mình rất thích cái cần số điện tử này các bạn. Nó cảm giác như là một cái gì đó rất là xa xỉ. Bởi vì thường cần số điện tử sẽ xuất hiện trên những xe sang mà thôi. Những cái chiếc xe có tầm giá là trên 1 tỷ hoặc là vài ba tỷ. Chứ không ai nghĩ một chiếc xe chỉ vài trăm triệu thôi. Nhưng đã có được trang bị cần số điện tử. Còn những cái auto hold, giữ phanh, là hỗ trợ đổ xe đầy đủ nha các bạn, không thiếu bất cứ một cái gì hết. Đó, các bạn nhìn lại một lần nữa về không gian nội thất, Cường đặc biệt nhấn mạnh ba ý. Thứ nhất là về chất liệu rất cao cấp, thứ hai là về không gian cực kỳ rộng, thứ ba là bố trí công nghệ cũng như là sinh trắc học rất phù hợp với lại người Việt Nam của chúng ta. Và Cường thấy đây là chiếc xe rất phù hợp với lại thể trạng của người châu Á nha. Ví dụ như cái phần ghế này đi, Cường nói ví dụ như một cái kích thước rất là đơn giản thôi, cái phần lòng ghế này, cái thể trạng người Việt Nam châu Á của mình thì nó đâu đó khoảng tầm 1m7 1m8 thôi, thì các bạn thấy cái kích thước cái phần đùi ghế này này nó làm rất là vừa vặn. Còn như chiếc xe Ford EcoSport Cường, cái phần lòng ghế này nó làm rất dài, và Cường đã đo rồi, nó dài hơn đâu đó khoảng tầm 3 đến 5 cm, thì mình ngồi á, cái đùi của mình nó hay bị cấn như thế này các bạn, ngồi nó không có thoải mái bằng cái ghế của Ford Territory này, nó không phù hợp với lại cái thể trạng người Việt Nam mình. Nhưng khi mà nó ghế nó bự nó lại càng làm cho cái diện tích ở bên trong nó không được thoáng và rộng bằng khi mà chúng ta có một cái form ghế nó vừa vặn, ngồi nó thoải mái và cái không gian nó lại tăng lên, nó rộng hơn. Đó, mình chia sẻ các bạn một cái ý như vậy. Rồi ở phần cốp á, thì rất là rộng, tha hồ cho các bạn đi thoải mái các bạn, rộng lắm. Này 5 người đi chở 5-7 cái vali là bình thường các bạn. Đây, cái này Cường nghĩ là có thể xếp được đâu đó mà xếp cho khéo là phải 6 cái vali nha, 6 cái vali size chung á. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tha hồ cho các bạn để đồ. Nhưng mà thực tế 5 người 5 vali chứ mấy, đúng không các bạn? Ok, đó là về phần cốp ha. Thì tổng quan lại phần nội thất thì Cường nghĩ chắc chắn chiếc xe Ford Territory này nó sẽ đáp ứng được tất cả các tiêu chí của người tiêu dùng. Bởi vì ở ngoại thất thì có thể là chê xấu, chê đẹp, không phù hợp hay là không thích mắt. Nhưng bất cứ ai trong số chúng ta khi mua ô tô ở phần không gian nội thất, chúng ta đều đòi hỏi cái tiêu chí là chất liệu ngồi phải sướng, thứ hai không gian rộng rãi, thứ ba là sử dụng nó phải thuận tiện và nhiều công nghệ trang bị hỗ trợ. Thì đây chắc chắn cho các bạn là kiểu gì nó cũng đáp ứng được cho các bạn, phù hợp cho các bạn cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Đó, có thể nói là những cái yếu tố mà nó mang cái tính chất cá nhân, tính chất chủ quan thì mình không dám nói này nói kia,
nhưng những cái yếu tố khách quan nó liên quan đến vấn đề là ai cũng cần, ví dụ như là không gian nội thất rộng, chất liệu êm ái thì chắc chắn ai cũng cần các bạn, chứ không ai nói đi mua ô tô nhưng mà tôi không cần cái nội thất nó rộng, đó là nói không có đúng các bạn. Bởi vì ai khi mà mua phân khúc cỡ C thì đều đòi hỏi một cái không gian để phục vụ cho gia đình làm sao nó rộng rãi, nó thoải mái nhất các bạn. Thứ ba là về phần động cơ và khả năng vận hành. Thì Cường nói thật là bất cứ ai khi mà mua những chiếc xe kiểu như là crossover cỡ C đi, gầm cao để phục vụ cho gia đình từ 4 đến 5 người lớn, Cường nghĩ là rất ít những khách hàng mà cần một cái động cơ theo kiểu xe thể thao chạy gầm rú các thứ đâu. Mà thường khuynh hướng của chúng ta là sẽ cần một chiếc xe mà nó có cái sự êm ái, cái sự mượt mà, cái sự thoải mái khi chúng ta cầm lái và cái sự tiết kiệm nhiên liệu. Thì đây là cái động cơ đã được tinh chỉnh để chúng ta làm cái điều đó các bạn. Thứ nhất đó, là cái động cơ này là một cái động cơ tăng áp EcoBoost 1.5, tuy nhiên đã được tinh chỉnh để giảm cái công suất xuống chỉ còn là mức 160 mã lực thôi. 160 mã lực thì Cường nghĩ là cái con số đó nó không phải là một con số quá là để mà mình cảm thấy là khiếp đảm, nó là một con số bình thường. Nhưng các bạn hãy để ý giúp Cường cái mức moment xoắn nó đạt 248 Nm tại giải vòng tour chỉ 1.500 vòng một phút thôi. Và cái mức moment xoắn cực đại này nó duy trì từ 1.500 vòng cho đến 3.500 vòng một phút. Thì với cái mức moment xoắn như vậy, nó giúp cho chiếc xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hoạt động một cách mượt mà, lúc nào cũng khỏe khoắn, làm cho chúng ta một cảm giác thoải mái ngay cả khi chúng ta chở 5 người và chạy trên đường cao tốc, nó cũng rất là dư các bạn. Và với động cơ của chiếc xe này, với mức moment xoắn nó là tốt nhất trong phân khúc các bạn. Trong phân khúc của chiếc xe này không có cái chiếc xe nào có cái mức moment xoắn cao như chiếc xe này trong cùng cái dung tích máy và đạt tại giải vòng tour sớm như thế này các bạn. Cứ lấy ví dụ như các bạn chiếc xe quốc dân này, các bạn thấy chạy rất nhiều ngoài đường, nó là bán rất là chạy, đó là Mazda CX-5. Nó chỉ đạt 200 Nm tại giải vòng tour 4.500 vòng một phút các bạn. Mức moment xoắn nó thấp hơn đã đành rồi, nhưng mà nó lại đạt tại cái giải vòng tour rất cao các bạn. Cho nên chạy những chiếc xe đó nó cảm giác là không được thoải mái, không được khỏe khoắn và không được tiết kiệm nhiên liệu bằng những cái loại động cơ mà có cái mức moment xoắn cao và đặc biệt là đạt tại giải vòng tour thấp các bạn. Còn về hộp số của chiếc xe này là hộp số ly hợp kép 7 cấp dạng ước. Khi nhắc đến ly hợp kép thì chắc chắn các bạn sẽ biết được là thứ nhất, chuyển số cực kỳ nhanh, thứ hai cực kỳ mượt mà, và thứ ba một cái cảm giác lái rất là phê các bạn. Tuy nhiên khi mà nhắc đến ly hợp kép thì các bạn thường sẽ nghĩ là nó là một cái hộp số mà dễ bị quá nhiệt đúng không. Tuy nhiên Ford đã rất lắng nghe người tiêu dùng và tìm hiểu rất kỹ cái thị trường Việt Nam là một cái thị trường thường xuyên kẹt xe, nắng nóng gay gắt thì rất là dễ bị quá nhiệt. Thì Ford đã cải tiến thêm một bước nữa là cái ly hợp kép này ngâm trong dầu. Khi mà ngâm trong dầu các bạn biết rồi, nó giống như là những cái hộp số bánh răng hệ mặt trời bình thường, rất bền bỉ, lúc nào cũng ổn định, không có bị gây cái tình trạng quá nhiệt và không bị tác động bởi yếu tố môi trường. Ly hợp kép mà dạng khô là nó bị trơ ra ngoài các bạn, tức là bụi bẩn các thứ nước nó có thể vào cái ly hợp, nhưng mà dạng ngâm trong dầu là dạng kín, nó giống như cái máy nó kín bưng à, ngâm nước thoải mái, không có bị bụi bẩn tác động bên ngoài nhiều. Đó, cho nên là cái ly hợp kép trên chiếc xe Ford Territory này cũng là một cái điểm của chúng ta rất là phải chú ý về khả năng vận hành của chiếc xe. Còn chiếc xe này thì chỉ đơn thuần là dẫn động cầu trước thôi, không có phiên bản hai cầu, cho nên là cái mức giá rất là cạnh tranh. Thì Cường nghĩ là sẽ vẫn có khách hàng là thích cái phiên bản hai cầu, nhưng mà Cường nghĩ tới 90-95% những chiếc xe này vận hành bình thường thì một cầu đó quá là dư dùng và nó phù hợp đại đa số cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Nhiều khi mình mua hai cầu thực tế mình chả bao giờ mình xài tới, nhưng mà mình lại bỏ ra một cái chi phí nó lớn hơn rất là nhiều, nhưng mà mua một cầu nó đáp ứng được nhưng mà cái chi phí mình bỏ ra lại rất là thấp. Cho nên là đó cũng là một cái điều mà chúng ta lưu ý một xíu tại sao nó không có phiên bản hai cầu. Thứ tư là về an toàn, từ an toàn chủ động cho đến an toàn bị động của Ford Territory đều làm rất tốt các bạn. Đầu tiên là những cái tính năng liên quan đến vấn đề là an toàn bị động, tức là những cái tính năng an toàn mà lỡ chẳng may xe có xảy ra va chạm thì nó có bảo vệ người lái có tốt hay không á, thì các bạn biết là với chiếc xe Ford Territory này, cái tỷ lệ làm bằng thép boron á, thép boron là một cái loại thép siêu cường, nó làm chế tạo trong ngành công nghiệp làm máy bay, thì tới 40% các chi tiết ở trụ A, trụ B, trụ C, những cái khung bảo vệ người lái làm bằng thép boron, để lỡ chẳng may có xảy ra va chạm thì người lái ở bên trong
hành khách ở bên trong được bảo vệ tốt nhất. Thứ hai, chiếc xe này được trang bị tới tận 6 túi khí các bạn, rất nhiều. Thì hai cái đó là liên quan đến vấn đề là an toàn bị động. Còn an toàn chủ động thì chiếc xe này được trang bị một loạt các công nghệ an toàn. Thì Cường sẽ liệt kê trên màn hình và Cường sẽ chỉ điểm nhanh cho các bạn những cái công nghệ an toàn nổi trội. Thứ nhất là hệ thống radar phanh khẩn cấp. Xe sẽ tự động phanh nếu gặp chướng ngại vật hay là phương tiện cắt ngang. Có hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống giữ làn đường và cảnh báo lật làn đường, hệ thống giữ khoảng cách với lại xe phía trước. Đó là những cái tính năng an toàn chủ động mà chiếc xe hỗ trợ cho người lái rất nhiều trong quá trình sử dụng. Cường nó vừa chia sẻ cho các bạn về 4 yếu tố mà chắc chắn ai trong số chúng ta khi mua xe đều quan tâm tới: ngoại thất, nội thất, động cơ và trang bị an toàn. Thì với 4 cái tiêu chí này, Cường cũng đã vừa phân tích cho các bạn là xem nó có phù hợp với lại nhu cầu sử dụng của chúng ta hay không. Thì bất cứ ai trong số chúng ta khi mua xe cũng đều có một cái tiêu chí sử dụng và một cái nhu cầu sử dụng hoàn toàn khác nhau. Cho nên là Cường chỉ phân tích trên cái yếu tố là thực tế trên chiếc xe này. Còn từ đó các bạn so vào cái nhu cầu thực tế của mình để xem nó có phù hợp hay không. Cường lấy ví dụ như là một người đi mua xe thì người ta đặt cái yếu tố an toàn lên hàng đầu. Tức là khi mà tôi ngồi trong chiếc xe này, tôi phải cần cái sự bảo vệ chắc chắn của chiếc xe với lại những cái hành khách ở bên trong. Có những người người ta rất là kỹ các bạn, là khung gầm của chiếc xe này như thế nào, hệ thống túi khí ra làm sao, rồi là khi chạy ra va chạm có nổ túi khí hay không. Khi mà một chiếc xe mà chạy ra va chạm mà không nổ túi khí là không bao giờ người ta dám mua cái xe đó các bạn. Thì với Ford, những cái tiêu chí an toàn thì từ trước đến nay các bạn, chứ không riêng những cái xe này, đều đặt cái yếu tố an toàn lên hàng đầu đối với những sản phẩm của nhà xe Ford. Hay là đối với lại những nhu cầu khách hàng khác thì người ta lại đặt cái tiêu chí là tôi phải cần một cái không gian nội thất phải rất rộng, ngồi thoải mái, để khi tôi chở gia đình của tôi, khi đi những cái hành trình rất là dài thì người ngồi đằng sau cảm thấy là thật sự rất thoải mái. Thì Ford Territory cũng đáp ứng cho chúng ta được cái yếu tố ở bên trong phần khoang nội thất rất là tốt. Còn về động cơ thì thực sự mỗi người một ý kiến khác nhau các bạn. Người thích phải mạnh, đạt và dính ghế. Nhưng mà trong cái phân khúc này rất khó để mà tìm được những chiếc xe kiểu như thế các bạn. Và bản thân người dùng khi mà mua những xe để phục vụ cho gia đình thì người ta cũng không quá mặn mà đến với những cái yếu tố đó. Mà người ta cần những yếu tố mượt mà, tiết kiệm, êm ái, nhẹ nhàng, thoải mái khi mà ngồi ở bên trong chiếc xe. Đó là những cái ví dụ để Cường lấy cho các bạn để mình so với lại những nhu cầu thực tế sử dụng của chúng ta. Chúng ta cần đòi hỏi yếu tố gì trên chiếc xe thì hãy comment phía dưới cho Cường cùng biết. Nếu được, các bạn hãy liệt kê những cái yếu tố mà các bạn cần đòi hỏi trên một chiếc xe ô tô khi chúng ta mua một chiếc xe trong cái phân khúc crossover cỡ xe tại thị trường Việt Nam. Thì đúc kết lại video thì với chương trình ưu đãi đang rất tốt, mức giá niêm yết là 909 triệu đồng, đang được giảm giá rất nhiều các bạn. Thứ hai nữa là đủ màu, sẵn xe giao ngay, không cần phải chờ đợi. Thứ ba nữa là cái nhu cầu sử dụng của chúng ta nó có sát lại chiếc xe này hay không, và chiếc xe này có đáp ứng được cho chúng ta hay không, thì Cường cũng đã giải đáp cho các bạn rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ. Và nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.